và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón team Hồ Chí Minh. Chị Đan Như ạ. Kính thưa quý vị, khi mà tiết mục của team Thành phố Hồ Chí Minh bước ra sân khấu thì Trang cảm nhận được một nguồn sức trẻ, sự năng động và năng nổ của các bạn rất là nhiều, truyền một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Vậy thì bây giờ có thể cho Trang được hỏi một tí xíu nha. Chị Đan Như ơi. Dạ, em thấy team của mình rất là trẻ trung, rất là năng động. Chị có thể chia sẻ với tất cả mọi người ở đây một tí xíu về ý nghĩa cũng như là tinh thần của team mình ạ? Ý nghĩa của team Hồ Chí Minh đó là trẻ trung, năng động, hết mình. Đây là cái bài này biểu diễn lại cho các bạn. Đây là một bài biểu diễn thi hy vọng là không bị nhàm chán và mang một cái gì đó vui mới đến cho tất cả các anh em Đài Kim Việt Nam. Cảm ơn chị Lê Thanh rất nhiều. Rồi. Nghe tay trợ chính. Rồi.
một lần nữa xin được cảm ơn chị Đan Như rất nhiều, và cũng xin được cảm ơn chị Lệ Thanh rất nhiều. Và bây giờ team Hồ Chí Minh của chúng ta thể hiện một tinh thần đồng đội được không ạ? À, bây giờ là Trang sẽ hô Hồ Chí Minh, yeah, 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 được không nào? Yeah, chuẩn bị nha. Daikin Hồ Chí Minh, yeah, yeah, yeah. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị Đan Như và cảm ơn chị Lệ Thanh.